Hello everyone, xin chào các em, rất vui được gặp lại các em. Vậy là trong bài học trước các em đã được học về phần skill 1 với hai kỹ năng, đó là kỹ năng reading và kỹ năng speaking, nói về các thảm họa thiên nhiên, natural disasters. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với phần skill 2 với hai kỹ năng là kỹ năng listening và kỹ năng writing, kỹ năng nghe và kỹ năng viết. Đối với phần bài nghe và phần bài viết ngày hôm nay thì các em sẽ được nghe thông tin về một thảm họa thiên nhiên. Và bên cạnh đó, về phần bài viết các em sẽ được viết báo cáo tin tức về một thảm họa thiên nhiên. Và trước khi bắt đầu với phần bài nghe ngày hôm nay thì cô sẽ cùng tìm hiểu với các em một số từ vựng mới mà chúng ta sẽ học trong bài nhé. Now, let's start. Đầu tiên, từ vựng đầu tiên mà các em sẽ gặp trong bài ngày hôm nay đó là một danh từ. Danh từ này sẽ mang nghĩa là bão nhiệt đới. Ta có bão nhiệt đới sẽ là typhoon. Typhoon. Typhoon, bão nhiệt đới. Tiếp đến ta có danh từ đài khí tượng hoặc là sở khí tượng sẽ được gọi là weather bureau. Weather bureau. Weather Bureau, đài khí tượng hoặc là sở khí tượng. Ta có hoạt động cứu hộ sẽ được gọi là Rescue Operation. Rescue Operation. Rescue Operation sẽ là hoạt động cứu hộ. Trong đó Operation sẽ là hoạt động. Rescue sẽ là cứu hộ. Rescue Operation là hoạt động cứu hộ. Tiếp đến ta có danh từ Property. Property sẽ là cái của cải hoặc là đồ vật gì đó mà thuộc mang tính riêng tư. Ta có của cải, vật chất, của cá nhân ta sẽ gọi là property. Property, của cải, tài sản riêng, property. Tiếp đến ta có từ, tính từ, bị thương sẽ được gọi là injured. Injured, injured, bị thương. Và cuối cùng ta có debris. Debris sẽ là danh từ mang nghĩa là đống đổ nát hoặc là mảnh vụn. Ta có đống đổ nát sẽ là debris. 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 Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu với hoạt động đầu tiên, Activity 1 trong phần mềm IC Books để xem thử đối với phần bài nghe ngày hôm nay các em sẽ được nghe thông tin liên quan đến thảm họa thiên nhiên gì nhé. Chúng ta cùng bắt đầu với hoạt động đầu tiên, Activity 1 trong phần Skill 2. 1. Listen to the news report and correct the following statements. Trong hoạt động đầu tiên này, các em sẽ lắng nghe tường thuật về tin tức và sau đó các em sẽ chỉnh sửa lại những cái nhận định ở bên dưới, những câu trần thuật ở bên dưới. Ví dụ như câu đầu tiên ta có A typhoon hit Nghệ An province early this morning. Cái cơn bão, một cái cơn bão nhiệt đới đã đánh vào tỉnh Nghệ An vào sáng sớm nay. Hay như câu số 2, Only a few people were seriously injured in the storm. Chỉ có một vài người bị thương nặng ở trong cái trận bão này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe thử hai câu đầu tiên, nghe để xem thử liệu hai câu đầu tiên chúng ta sẽ phải sửa ở chỗ sai nào trong các nhận định này nhé. Now, let's start to listen. Nghệ An province was badly affected again when a typhoon hit the area last night. Đối với câu đầu tiên, người ta vừa nói là tỉnh Nghệ An đã bị ảnh hưởng trầm trọng, lại bị ảnh hưởng trầm trọng khi mà cơn bão đánh vào khu vực này tối ngày hôm qua. When a typhoon hit the area last night. Vì vậy chúng ta sẽ sửa ở đây đó là early this morning, các em sẽ chuyển nó thành last night. A typhoon hit Nghệ An province last night. Tiếp đến chúng ta cùng nghe thử xem đối với câu số 2 chúng ta sẽ sửa chỗ nào nhé. The storm began at around 11 p.m. and raged throughout the night. Dozens of people were seriously injured and hundreds of others were left homeless. Người ta vừa nói là dozens of people were seriously injured. Có nghĩa là hàng chục người bị thương nặng. And hundreds of others were left homeless. Và nó để cho một hàng trăm người khác bị mất, phá mất nhà cửa. Vì vậy các em sẽ sửa lại phương án này, không phải là chỉ một vài người, only a few people. Và các em sẽ sửa lại là dozens, hàng tá người, dozens of people, hàng chục người, were seriously injured in the storm.
trong cơn bão. Tương tự như vậy, các em sẽ lắng nghe đoạn còn lại của bài tường thuật thông tin này và sau đó các em sẽ chỉnh sửa những câu còn lại ở những ý sai của nó. Sau khi đã hoàn thành xong, các em sẽ bấm nút Submit để nộp bài và kiểm tra kết quả bài làm của mình nhé. Tiếp đến, chúng ta cùng thực hiện hoạt động số 2, Activity 2. 2. Listen again and complete the data chart. Ở hoạt động số 2 này, các em sẽ lắng nghe lại lần nữa và hoàn thành bảng. Ở bên dưới, bảng thông tin bên dưới, ta có những nội dung như là Type of Natural Disaster, cái loại thảm họa thiên nhiên, đó là Typhoon, bão nhiệt đới. What is this disaster? Cái loại thảm họa này là gì? Và các em sẽ xem thử định nghĩa của chúng. When and where did the disaster occur? Khi nào và ở đâu? Cái thảm họa này đã xảy ra khi nào và ở đâu? Ở đây người ta đã cho sẵn là vào lúc 11 giờ đêm ở tỉnh Nghệ An. Bây giờ chúng ta cùng nghe thử xem thử ở đoạn đầu tiên của bài này, các em sẽ điền vào vị trí trống số 1 này là từ gì cho phù hợp nhé. Now, let's start to listen again. Nghệ An province was badly affected again when a typhoon hit the area last night. The storm began at around 11 p.m. and raged throughout the night. Dozens of people were seriously injured and hundreds of others were left homeless. The severe winds caused extensive damage to property, including homes and businesses, particularly in Cua Lo, a coastal town in Nghệ An. Đối với các câu vừa nghe thì các em đã vừa nghe thấy đó là the severe winds, một cái cơn gió gây thiệt hại, cause extensive damage to property, đã gây thiệt hại to lớn đối với của cải, including homes and businesses, bao gồm cả nhà cửa và những cái doanh nghiệp, particularly in Cửa Lò, đặc biệt là ở vùng Cửa Lò, a coastal town in Nghệ An, một cái vùng ven biển ở Nghệ An. Vậy thì đối với vị trí trống đầu tiên, các em sẽ điền vào đây đó là cơn bão mạnh này đã gây ra với cái cơn gió gây thiệt hại. Ta sẽ có severe winds và những cái cơn mưa nặng hạt, heavy rain. Tương tự như vậy, các em sẽ nghe phần còn lại của bài nghe và điền vào những vị trí trống ở bên dưới với các từ sao cho phù hợp với nội dung của bài nghe nhé. Tiếp đến chúng ta cùng thực hiện hoạt động số 3, Activity 3. 3. Have you or one of your family members experienced a natural disaster? Make notes about it in the table below. Alternatively, you can write about a natural disaster you have read about. Ở hoạt động số 3 này, các em sẽ luyện tập về kỹ năng viết, kỹ năng writing. Và với hoạt động 3, người ta hỏi em là have you or one of your family members, em hay là gia một cái thành viên nào trong gia đình của em đã từng trải qua cái thảm họa thiên nhiên hay chưa. Make notes about it in the table below, em hãy ghi chú về chúng ở trong cái bảng bên dưới. Alternatively, nếu không thì em có thể viết về một cái thảm họa thiên nhiên mà em đã từng đọc về chúng. Ở đây ta có những thông tin như là type of natural disaster, cái loại thảm họa thiên nhiên, định nghĩa về thảm họa thiên nhiên này diễn ra khi nào và ở đâu. What are the effects of this disaster? Cái ảnh hưởng của cái thảm họa thiên nhiên này như thế nào, là những cái ảnh hưởng gì? Và what has been done to help the victims of the disasters? Cái điều gì đã được thực hiện để giúp đỡ cho những nạn nhân trong thảm họa? Các em sẽ điền vào những vị trí trống này và sau khi điền xong, các em có thể sử dụng nút Show Answers ở bên dưới để tham khảo đáp án cho phần bài viết của mình nhé. Tiếp đến chúng ta cùng thực hiện hoạt động số 4, Activity 4. 4A, use your notes in 3 to write a news report. Với hoạt động 4A thì các em sẽ sử dụng ghi chú ở hoạt động 3 để viết thành một cái báo cáo tin tức. Và ở phần bài làm này, các em sẽ có thể sử dụng đến thì quá khứ hoàn thành để miêu tả về cái thời điểm mà nó đã xảy ra những cái thảm họa này. Đối với phần bài làm này, các em cũng có thể sử dụng nút Show Answers ở bên dưới để tham khảo cho phần bài viết của mình. Tiếp đến chúng ta cùng thực hiện hoạt động 4B. Swap news reports with a partner and review each other's
drafts, make revisions and corrections if necessary, then present your final news report to the class. Ở hoạt động 4B, các em sẽ trao đổi thông tin với người bạn học của mình và sau đó hai em sẽ cùng xem lại bản nháp của mỗi người. Các em sẽ xem lại bài và sửa nếu thấy nó cần thiết, sau đó sẽ trình bày báo cáo cuối cùng của mình với lớp. Alright, vậy là các em đã vừa hoàn thành xong phần bài học của ngày hôm nay rồi đấy. Các em về nhà hãy luyện tập lại những bài tập mà các em đã thực hành trong bài ngày hôm nay và cũng đừng quên chuẩn bị cho phần bài học tiếp theo nhé. Ok, goodbye, see you.